đặt chân xuống thành phố Whitehorse của tỉnh bang Yukon. Thì đây, thời tiết đây cũng đang tuyết và mình đang chờ cái chú lái xe đến đón bọn mình. Tay nó lạnh cóng rồi này. Bây giờ phải về khách sạn để cất đồ xong rồi sẽ đi xem ngắm Northern Light luôn. Đấy, người ta còn để hẳn như này cho mình cho an toàn đây này. Ây da. Tí hỏi ông mà yesterday was snowing a lot of more snow. Than today. And then I thought today is coldest. It switched like around 1 o'clock or so. Mm-hmm. Clouds were off when we were gone, and then the aurora was quite strong. So we're gonna stay from there around 11:30 p.m. to 3 a.m. Yeah, you'll be back at the hotel about 3:30. Okay. Yeah. I'm excited. And there's a place where you can warm yourself up with a wood stove and hot drinks. Nice. Bọn mình vừa đặt chân tới khách sạn nằm ngay trên con đường Main Street Bed Western. Ý phải thay hết quần áo mùa đông rồi. Chú lái xe còn vừa giúp bọn mình thuê được bộ để chuyên đi chịu được nhiệt ở đây để còn đi ngắm. Không khí Noel đến rồi đấy. Bây giờ mình xếp vali đã. Mình đã lên đến trên phòng rồi và hướng dẫn viên đã cho bọn mình hai cái quyển về Yukon hướng dẫn. Thì nói rõ trong đây là sẽ có những cái nhà hàng nào mà mình có thể thử này. Và không những thế thì ngày mai mình sẽ đi ra cái chỗ mà chuyên để ngắm Northern Light, bởi vì không thể ngắm trong thành phố được, ít nhất phải mất tận 20 đến 30 phút để đến được cái nơi đấy. Đây là cái lịch trình của bọn mình. Sẽ đi xem ngày mai là sightseeing này, sẽ có chuyến bay, rồi bọn mình có dog sledding là chó dẫn đi này, chó kéo này, và snowmobile. Các bạn nhìn thấy kinh khủng với cái đồ ăn đi ăn như này, chỉ có mấy ngày rồi đấy. Nhưng mà đã đi chơi mà. Đấy thì mình bây giờ thì bọn mình sẽ kiếm xem có cái gì để ăn và bọn mình sẽ gặp các bạn ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên và có rất là nhiều cái hoạt động. See you. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Đây là buổi đầu tiên và bọn mình xuống ngay cái nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Đây là bữa ăn gọi là Yukon nào cũng vậy. Cũng bao gồm sắp xay ấp trứng này, bacon hash brown với cả cái coi sòn. Rất là ngon. Có thể xin rõ hơn. Rất là hấp dẫn nha. Ăn nhanh nữa, chuẩn bị ăn nè. Đây là bọn mình sẽ bay cái máy bay này để ngắm toàn bộ Whitehorse. Rất là excited. Is it a ATV? No, this is a tractor. Oh, this tractor. Yeah, we use that for plowing snow and moving the aircraft, but I think we can push it over. It's all covered by snow. All white. Yeah. So we're gonna see the whole view of Whitehorse today. Ở đây rất là nhiều cái máy bay luôn. Máy bay từ đây lên đây luôn. So you got all these birds now. Okay, so you can come over here. Yeah. I'll get you to go in and be careful with the tire, don't step on that. We're rather here. There. Okay.
Vừa rồi đi bay xong thì bọn mình có hỏi hướng dẫn viên đến cái chỗ Information Center. Bước vào là đã thấy một đống đá, bởi vì ở tỉnh bang này là người ta sống nhỏ chủ yếu là mining, khoáng sản đấy. Tối nay là mình sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Northern Lights. Ngày mai là mình sẽ được đi chơi chó kéo. Rồi bây giờ mình sẽ đi hỏi thông tin đây. Đây là buổi chiều của bọn mình. Thì bây giờ bọn mình đi ra khu bảo tồn động vật hoang dã của Yukon. Mình đã thấy mấy cái em hình như là moose hay là caribou ở ngoài kia kìa. Đấy, bây giờ đi vào đây. Trời vẫn đang tuyết, mà tuyết nhẹ thôi, không có quá nhiều. Khu đất này hồi xưa là của một người, người ta mua lại, xong rồi họ tự cứu những cái em như thế này xong mang về đây, rồi về sau bán lại cho chính phủ. Right there, all you see is females. They're all girls. Elk. Mm-hmm. The boys are in the back. It's not really accessible to guests, just because they're boys and they're naughty. So we keep them separate. Most of the animals we have here, we keep the boys and the girls separate because we want to control the population because of limited land. Yeah. And we want to make them as happy as possible. So the boy over there. Love coming here because not mỗi một năm là cái này sẽ mỗi một ngày chứ là sẽ mọc thêm 2 phân và nó sẽ tự dụng. Đây là cái thật đấy. Rất là nặng nhá. Bây giờ bọn mình lại lên tiếp. Và anh hướng dẫn viên sẽ trở vào tận nơi. Đến gặp em nào thì mình sẽ lại xuống. Lần nào đi cũng được cả xe bao. And then you said 1000 kilogram for just their head. Their body. 100 kilogram for their head. 100. So you see the big one over there resting all alone? Oh. He's the big male, so you can see he's really big. Yeah. I think if I get closer to him, you can walk a little bit this way here. 100 kilogram, yeah. Ui. Nặng dã man luôn. Sẽ đi sang đây cho nó gần hơn. Trời vẫn đang tuyết này. But these guys we also eat them. So number has gone down quite a bit. Back like 2 decades ago, and then we reintroduced them back in the wild, and now they're doing better in the numbers. And then you said his name is Baidu. Pardon me. Baidu. Baidu. Like their name. Oh, bison. 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 Ah. Yeah. Some people call them buffaloes. Buffalo. Oh, yeah. Yeah, but they're the same. Bison, buffaloes. They're pretty much the same. Right now we're separating the males and the females. Yeah. Okay. And the babies separate too? And the babies basically stay with the mommy. Okay. Yeah. And it's quite funny because as we try to separate them, the nature takes its own course. So sometimes when the boys are really desperate, they jump over this fence and they go inside. Oh, they jump here, right? They jump over here and they go and then they go inside. And then jump over this high? Yeah. Wow. And then 2 years ago, we were like,
why are we seeing babies? There's not supposed to be babies. Oh. And then we see one male mule deer inside. We're like, how? So apparently one of the deer jumped over here and got inside. And then they all eat with the grass too? Yeah, they eat the grass as well, yeah. Nice. And in the fall season, we have some like mushrooms and stuff like that as well. Mm. They love mushrooms too. Very sad. So this is a female, this one is a male. Oh! So he's starting his knob here. You can see the little knob here. This is gonna be his antler suit. Oh, over here. Yeah. It's gonna be like exactly, this. Yeah. This one is a female. This so, one is probably called JB or Jesse. I can't remember which is which because they look so alike. They have their own name? Yeah, just these moose are special because, like I said, they were rescued when they're a couple weeks old and then they were hand fed by these staff, so they got attached to it. Why he doesn't have the... Because this one's a female, a girl, and the girl doesn't have one. If it's JB, it's 8 years old. Most mooses, they grow up to, say, 15 years old, stuff like that. Bây giờ là bọn mình đang phải đi bộ để xem mấy con moose nữa. Mà thực sự là lạnh lắm. Tuyết vẫn đang rơi đây. Lạnh ơi là lạnh. Tay đeo bao nhiêu lớp cũng vẫn cống cống à. Mồm bây giờ không nói nữa rồi. Đấy, tí bây giờ tí mình sẽ quay tiếp. The white one we call them the stone sheep. The black one we call them the doll sheep. Oh, they have their own name. But they can breed with each other too. It's not much different. So the name is like sheep? Sheep. Oh, I see the two different horn. Yeah. So the big one is the male, the boys, and the smaller one is the females. Oh. Season, they bang their horns with each other. Oh, they bang their horn. Up in their hand legs so and they go have any bam. Accident like they lose their they do lose. Con cong cong này thì là đực. Còn cái sừng chéo chéo mà cong bên kia thì là cái. Sheep there that has one of their sides broken off. Còn bên này là cái. And this is a female side. Anh hướng dẫn viên bảo là ấy, cái vạch đen đen ở trên cái sừng có bao nhiêu vạch là từng đấy tuổi. Còn cái vạch của cái con đang đi đầu này này là đen thùi lùi ý. Thế nên là rất là nhiều tuổi rồi. Đây, hai bên. Một bên đực, một bên cái đang cố nói chuyện với nhau. Trông đứng nhìn nhau trông buồn cười dã man luôn. So I think right now the boys are desperate to get in. Yes, I think so too. I want to get in, I want to get in. Đây, 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 hai em này đang đi gần này. Đấy, 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 đấy. Giống bì bì lắm rồi đấy. Dừng tiếp và đây là chỗ mới. Mấy em này thì tên là Moose Ox. Thì anh hướng dẫn viên bảo là gần giống loài dê hơn là loài bò. Mà đen thùi lùi. And their fur, like I said, is really, really warm. It's called the kiviet. Mấy con này là giống như cùng loài với ma mút ấy. Nhưng mà ma mút thì đã tuyệt chủng hết rồi, còn bọn này thì vẫn sống đến tận bây giờ luôn. I've actually worn. Yeah, exactly. How long they can live? 22. 22 years. There you go. Yeah. Điểm đến cuối cùng là mấy em caribou này đây. Thì chỉ duy nhất caribou là cả trai cả gái là đều có antler cái sừng như thế này. Have you just run up in there? Yeah. Oh. That's your old place as well.
rất là nhiều nhưng mà nó chạy hết lên rừng rồi. Chỉ còn mấy em ở dưới này thôi. So over here we call it the caribous. Over in Europe we call them the reindeers. Reindeers. So reindeer. The same. Yeah. Mm. I know reindeer. Mm. So you know the biggest difference between caribous and reindeer is where they live. Oh. Yeah. So they live in Europe. Caribous live over here. Ah. And then the reindeer. Nếu mà sống ở đây thì gọi là caribou. Yeah. Còn sống ở châu Âu thì gọi là reindeer. Ui, they poop too, right? Yeah, they poop. And then of course reindeers, they can fly in Christmas. Oh. Pulling Santa's sleigh. Nice. Big antlers. That's the boy. So mọi người có thấy không? Đây là em. Em caribou được đây thì cái sừng đấy nó to hơn là con cái vừa rồi. Đấy. Họ bảo là mấy em đực này sẽ rơi cái sừng đấy vào tháng 11 và tháng 12. Còn mấy con cái là sẽ rơi vào tháng 1 đúng không? Con kia có sừng to chưa? Yes. Yes. Let me come out and see. You can go out. You see how big it is? Yeah. Yeah, so this one is a boy. Oh. To chưa? And then in December or November they're gonna drop. Tưởng là điểm cuối nhưng chưa phải điểm cuối. Vẫn còn mấy em dê núi. Đấy, mountain goat. Mà trắng toát à. Nhìn cho mọi người xem. Đấy. Like I said, they love to climb the mountain. So sometimes you can see them like on top of those mountains. Yeah. There you go. This is from the caribou. Caribou, yes. Nice. Wow. Thêm một điểm đến nữa. Ở đây. They are like a cat, yeah. They're basically mountain cats. Mountain cat. Mèo rừng, mèo núi. Nó ở mãi bên trong kia cơ. This is for them to know which direction the wind is. Đấy. So they can use it for hunting. So they hunt these rabbits. This look a little bit like tiger, baby tiger. Yeah, baby tiger, but more fury. Ooh. They're fighting. And trong cái hộp này thì có một con nữa này. Đấy, đây là con đực này. Thấy mọi người thấy không? Oh. Đây, đang nhìn mình. So, đấy. Oh, actually, so in those. These two are the baby inside there. Cuộc hành trình đến đây là kết thúc rồi. Máy mình cũng sắp hết pin rồi. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở cái activity tiếp theo. Đó là tối nay. Wow, mình vừa mới đi xuống xe để đi ngắm cực quang đây. Bây giờ thì vẫn chưa thấy gì. Tối om mòm. Người ta bảo là phải đến tầm 2 đến 3 giờ thì mới thấy cực quang được. Thế nên là B hiện tại đang là 12 giờ đêm. Sợ chưa? 12 giờ đêm người ta mới chở mình đến tận nơi như thế này. Đây là một trong những lều mà tí nữa bọn mình sẽ được ở lại. Và bây giờ trời thì chưa thấy cái gì hết, tuyết thì vẫn đang rơi. Hơn 12 giờ đêm. Bây giờ phải ngồi đến tận 2 giờ đêm thì mới được xem cực quang nó mới nhảy trên trời ấy. Tí nữa thì mình sẽ giải thích cực quang là gì cho mọi người xem. Và bây giờ thì đang chờ hướng dẫn viên để mình có thể ngồi đâu với cả bạn của mình. Trông ăn mặc thì như con
Gấu này không cử động được luôn ấy. Bây giờ đã thấy cái gì đâu. Bây giờ người ta dẫn tất cả mọi người vào trong cái lều như này. Mình nghĩ là để hướng dẫn và giải thích. Chứ ở ngoài trời như này thì lạnh chết cóng luôn. Hello. Bây giờ đang là 2 rưỡi sáng rồi nhưng bọn mình vẫn chưa thấy cực quang đâu cả. Phải chờ ít nhất từ 3 giờ, 3 rưỡi hoặc đến 4 giờ sáng thì mai ra. Thì tranh thủ bao nhiêu người đang ngồi xung quanh, mình chỉ nói rất là bé thì cũng rảnh quá, đằng nào cũng giải thích luôn thế nào là cực quang. Thì cực quang được sinh ra là do tương tác của các hạt trong gió mặt trời này với từ trường của hành tinh. Thế nên là họ được, những cái đấy là được nhìn thấy rõ nhất ở các vĩ độ cao như là Bắc Bán Cầu này, Nam Bán Cầu. Nếu mà ở Bắc Bán Cầu thì được gọi là Bắc Cực Quang, còn nếu mà ở Nam Bán Cầu thì được gọi là Nam Cực Quang. Thì cực quang được nhìn thấy rõ nhất, ví dụ như ở Canada bọn mình thì bọn mình phải lên tận Whitehorse là chỗ này này, hoặc là lên Dawson, hoặc là lên Yellowknife. Những cái thành phố đấy nó ở ngay trong cái vùng bên của cái cực quang thì mới nhìn thấy. Còn nếu mà ở Bắc Âu thì mọi người có thể đến Phần Lan, Na Uy, Iceland, hoặc là một nước nữa mà đang quên, Thụy Điển. Thụy Điển cũng xem được. Đấy, thì cực quang có rất là nhiều màu sắc. Nhiều khi nếu mà muốn nhìn thấy màu đỏ là phải ở cái vĩ độ rất là cao, là phải rất là may mắn thì mới có thể nhìn thấy màu đỏ. Còn đa số tất cả bọn mình nhìn thấy thì đều là màu xanh lục, là màu xanh lá cây. Bọn mình rất là mong có thể nhìn được, chứ nếu mà đi tận đây mà không thấy được thì là quá là tiếc nuối. Nên là chúng ta bây giờ phải chờ. Mà không biết chờ bao giờ. Thì nếu mà có thì mình sẽ quay xem. Thế nhé. Hôm nay là ngày thứ hai, bởi vì hôm qua bọn mình đều không xem được, nên rất là buồn. Bây giờ người ta hướng dẫn dừng lại cho mình ở cái chỗ Sun Dot này. Quay cái này này, đẹp không? Nó là một cái dải thẳng trực tiếp từ mặt trời xuống ấy. Rất là hiếm có thể thấy được cái cảnh này. Mình vừa mới xuống để chuẩn bị đi chó kéo đây. Đây, mấy em này dễ thương chưa? Hello. Mắt xanh luôn nha. Đây là chó đây. Thú dạng. Welcome to Skyland. Bên này, bên này. Ui, bên này to đấy. Yes, I am. Đi vào thì người ta bắt phải thay. Mà may quá thì mình đủ đồ rồi, chỉ cần thêm cái này thôi. Không thì cũng chẳng được đâu. Or you think large? I think. Or maybe I'm an extra large. Because there's no men's size. Bây giờ là bọn mình bắt đầu lên đường. Hello em. Thôi đi đây. Tay này còn chẳng cầm được luôn nè. Trông như con cú dù ấy. Mí mắt luôn, lại chuẩn bị đóng cá này. Đâu đóng đá này? Đóng đá không? Có đóng đá chưa? Đóng hơi rồi. hơi nhìn thấy rồi đấy. View đẹp lắm. Wow. Cả mấy trăm con luôn ấy. Mỗi một em chó là có một cái lều riêng kìa. Có tên luôn. Okay, so at departure, you go on the brakes with both of your feet.
Yeah, both feet. This one too? Yeah. And so when my friend will tell you, okay, you release just one. Yes. Okay? And if you see you're too slow, you can release the other one. But if you're too fast or too close, you keep one on the brake. Yeah. Sounds good? Yeah. Cool. Oh my God. Wow, beautiful view.
xuống qua đi. Đẹp luôn, thực sự như là mình đang ở trong cảnh Wonderland vậy. Đây là khách sạn của bọn mình đây. Vừa rồi ấy, lúc mà đi chó kéo ấy, ngã dập mặt, máy cũng bị hỏng luôn. Thế là bây giờ mình không được có nổ một cái video chó kéo nào cho nó đẹp. Mình phải đi nhờ, mà được có mỗi một tí thôi. Bây giờ rảnh quá, đến tận 11 giờ đêm mới lại đi xem Northern Light tiếp. Cả đêm hôm qua, bọn mình chờ đến 3 rưỡi đêm, vẫn không được. Thế là đêm nay lại phải đi tiếp, lại phải 11 rưỡi mới được đi, xong lại phải canh. Những xem những cái này ấy, nó rất là phụ thuộc vào thời tiết. Mà nếu mà đi đến tận đây rồi mà không được xem ấy thì cảm thấy cực kỳ buồn. Bởi vì tốn bao nhiêu tiền để lên đây mà. Nhìn xung quanh nè, hoang vu dã man luôn. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào cái nhà này để mua đồ lưu niệm. Ngã hôm nay đi dog sledding mà người đau ế ẩm. Ngày mai là bọn mình sẽ đi snowmobile. Chắc sẽ kinh khủng hơn hôm nay đấy. Mình sẽ vào để xem có cái gì hay nhá. Whatever you think. They actually you get to pick. I kind of if I'm gonna wear slippers though. Wow, thật hết nha. Cái này 120. Wow, đắt thế cơ. Cái này mà tặng thì cũng đầy người phát sợ. Cơm trưa. Còn nguyên đầu của nó nè. Sợ thật.
Bọn mình đang có mặt ở trong kiểu như nhà hàng tên là Antonetti. Thì nhà hàng này là nổi tiếng về những cái món Caribbean. Đấy là được hướng dẫn viên giới thiệu, thế là mình phải đến thử. Thế là mình sẽ gọi những món này cho mọi người nghe. Nghe tên thấy hay nhá. Peri Peri Shrimp này, Panko Crust Macaroni Pie này, còn có cả Truffle Mushroom Gravy. Rồi cái món Jamaican Rasta Pasta và Elf Mushroom. Elf này mình chưa ăn bao giờ nên lần này mình sẽ thử. Còn về drink cho mọi người xem thế nào. Mình sẽ gọi đó là Crazy Rich Asian Cocktail, hấp dẫn không? Và bạn mình gọi Kiss on the Lip. Tí nữa mình sẽ quay tổng quả mắt cho mọi người xem. Đây là cái pie nè. Ui, đúng favorite luôn. Mac and cheese nhá. Xong rồi còn truffle. Đúng. Này, xong rồi chấm như này. Đây chính là món pasta tiếp theo. Còn đây là món thịt heo. Hai món vừa rồi mình ăn rất là ngon nhá. Đây là do em phụ, mẹ phục vụ này là người Việt du học sang, chấp nhận chịu đi xa chỉ để có công việc với cả để lấy giấy tờ thôi. Đấy, thế là em recommend đấy. Và bọn mình sẽ ăn buổi tối có sức để mà xem được phenomenon. Bye bye. Mình vẫn đang đứng canh Northern Light đây. Và bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Đêm thứ hai vẫn không thấy gì. Buồn không nói lên lời. Bây giờ xe ô tô thì đang chờ để chuẩn bị lại trở về khách sạn. Chán không? Trăng đây này. Đến trăng còn bị che phủ bởi lớp mây đấy như thế. Thế nên là bây giờ vẫn không thấy được gì luôn. Chán quá. Thế thôi, mình hết cơ hội rồi. Ngày mai thì lại phải mua thêm vé lần nữa. Chán quá à. Ngày hoạt động gần như là cuối cùng ở đây. Đêm hôm qua mình vẫn không xem được cực quang. Rất là buồn. Mới phải mua thêm một vé để tối nay xem lại lần nữa. Bây giờ đi snowmobiling đây. Như ông đang thử đấy. Bịt như ninja rùa. Đây gắn thêm con GoPro. Tí nữa mình sẽ đi nhé. Đây là snowmobile của bọn mình đây. Skidoo. Okay. Okay. Start your engines. Do you have your tether on? No, you got to put your safety tether on. Tether, this one. This one goes over this wrist. This one. Okay. Take that. Okay, so you can start your engine.
Everyone's good? Yeah. Yep. You set to go? Okay. Yeah. Going up the mountain. Người cứ cứ lái cứ kiêng nghiêng, cả đau cứng hết cả người luôn đấy. Thì Hiền đừng ấy quá, Hiền thôn theo cái ấy của xe nó sẽ đỡ hơn. Gió, bọn mình dừng lại để quay được cái khung cảnh này. Giữa cánh đồng hoang vu, dừng lại, uống cà phê với hot chocolate. They're just a little worn off. Yeah. Just be careful, it's hot. Gotta have hot chocolate out in the bush.
Wow, it's so warm. It's so warm, and it's to warm you up. Cheers. Lái mỏi quá rồi, bây giờ mình sẽ nhường cho bà Hương lái. Cố chưa? Bà lái mình sợ lắm. Không. Rồi, sao hưởng thụ thôi. Vặn đi. Đúng rồi. Đi lại trong một cái lối hẻm rất là nhỏ. Ở đây có rất là nhiều cây thông. Mà ấy, người ta bảo là dân ở đây ấy, được mang tận 2 cây thông về nhà. Thế là người ta cứ đến và chặt về thôi. Dư quá mà. Sát chưa? Đây cây bên này đẹp. Ơi! Bà này, bà đi kiểu gì đây? Đấy, có mấy cái cây thông nhỏ này chặt cả cây về luôn đấy. Chỗ dốc. Thế nên là phải vòng chỉ mới được. Mình sẽ được xuống cái lake mà cái view cực kỳ đẹp luôn. Ok. Đây là đang ở giữa lake rồi. Wow. Okay, the ice is about that thick here. Wow, that's so thick. Oh, it's not thick. Oh. This lake, we normally have 36 inches in a normal year. In a real cold year, like I've seen it out here with 52 inches. Beautiful. So I'm 5'9", so that would be about this much ice. When it gets like that, you have to put extensions in your ice auger to go fishing. Mọi người, mình vừa mới đến cái chỗ mà để săn cực quang. Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở Whitehorse, nhưng mà cái vé hôm nay đến đây là mình không có trong cái tour đấy. Thế nên mình đã phải tự mua một cái vé để mà đến được đây, bởi vì không muốn từ bỏ. Hai đêm không được gì mà đến hôm nay đêm cuối cùng, nếu mà ở khách sạn không thì cũng rất là phí. Thế cuối cùng vẫn phải mua một vé. Bạn mình thì không, thì buồn ngủ quá, thế nên là bạn vẫn ở khách sạn, còn mình thì vẫn quyết định đi một mình. Cũng rất là may mắn là ngày mai mới book được một cái tour câu cá dưới tảng băng. Thực ra cái đấy là không hề có, bởi vì người ta vẫn, mấy công ty vẫn chưa có dám offer, chưa có dám đưa ra một cái tour đấy, bởi vì cái băng nó chưa đủ đông, chưa đủ dày ấy, thì người ta không có dám cho khách làm câu cá, chơi câu cá như thế. Thế nên là mới hôm nay cái ông mà dẫn mình đi snowmobile lại bảo là ô, công ty của bên ông ấy lại làm được. Thế là mình lại book luôn. Thế là sáng mai 9 giờ là bọn mình đã lại xuất phát đi câu cá dưới tảng băng. Còn nói về đến đêm nay, nếu mà thực sự đêm nay mà vẫn không có duyên ngắm được cực quang thì là quá đen. Vậy thì mình sẽ hẹn ngắm cực quang ở Bắc Âu. Nhưng mà thật sự đã đến đây rồi, không còn cách nào khác. Là thực sự là mong trước khi về được, mong xem được trước khi về Canada, về van. Thế thôi, mình phải chờ.
Morning mọi người. Đang chuẩn bị để đi câu cá đây. You're not going far. A little bit loose. It's fine. Okay. It'll be fine. Okay. Oh, we get to wear that too? Yeah. Yeah, I'm not gonna. Hay là dùng cái cổ hương đấy, cổ hương hương rộng vãi trưởng luôn đấy. Ủa, có rất là to đấy. Sau khi cổ hương thì rộng vãi. Cổ Hiền vẫn đang quay à? Ủa, lại rơi rồi. Quay là không cần đâu. Nó cũng chẳng rơi được cơ. Peace out. Morning. Rất là thân thiện. Bây giờ mình đang ngồi chờ để đi bằng cái xe này ra cái chỗ hồ. Rồi từ hồ thì mình mới phải bỏ tất cả những cái mũ bảo hiểm này. Bởi đi bây giờ mà không đủ bảo hiểm mà đi theo cái xe này thì gió nó tạt vào đóng bong như hôm trước luôn. Cho mọi người xem mấy em puppy nhỏ nhé, nuôi bên ngoài hết. Hello. Mọi người xem này, ông ấy kéo thêm cả một cái này. Và nếu mà bọn mình lạnh quá, bọn mình sẽ ngồi trong đây. Đi câu cá mà chất lượng chưa? Đứa ở đây thôi à? Okay. You come close. Mình sẽ câu cá, thò cái lưỡi xuống đây để câu, hay không? Câu
mỗi hai đứa con cái là bị điên điên như này đây. Không đi tiếp, không đi đằng sau người ta được. Đứng ngay giữa hồ. À, thật là đảo hai. Mỗi chỗ một hồ. Okay. And then you have a trigger here, mm-hmm. And then so these two press down. These two. Pull. These two. Yeah, and then you pull the trigger. Not enough strong. No, you're good. Okay. Okay. Try now. Okay, keep going. Just these two. These two? Not that one. Okay. Yeah. One more! Okay. Công đoạn chuẩn bị. Lớp băng nó dày lắm. Xong rồi. Sẽ bỏ hai cái ghế ra đây ngồi như hai bà già. Is that under it a lot of fish? There should be. Hopefully. Really? We didn't catch anything 2 days ago, oh. But the fish, they bit, but they got away. Oh. So if I catch today, then I'm really lucky. I hope we catch. It's not guaranteed. Because it's fishing. My friend tells me it's fishing, not catching. Tôi tập làm người lớn, chuẩn bị hai cái ghế ở đây cho hai bà ngồi. Xong rồi ngồi ở đây chỉ ngắm bình minh với cả ngắm khung cảnh câu cá. Trải nghiệm nào cũng có, chả tiếc đâu. Công đoạn chuẩn bị. And we just want to keep doing this every little bit. Mm. And it makes it look like the bait is a wounded fish. And the bigger fish will come bite it. Mm-hmm. So you'll feel, if you feel your rod. Yes. So if you feel, go like that. Yeah. Then you do this. Okay. And that'll set the hook in the mouth. Okay. Yeah. But it could be like really light. Mm. So I just need to wait here. You just need to have patience. Patient. Yeah. We practice patience. Like I said, catching a fish is not a guarantee, but. I'm hopeful. Even we catch the fish, we can't bring it home. Mình đã được 5 phút rồi vẫn chưa thấy gì. Bây giờ anh ấy sẽ làm lửa trại. But will it melt on the ice? Okay. Will it melt on the ice? Not much. Mm. That's 10 inches of ice or more. It's very windy. Not bad, actually. And now still a little bit snowing. But we've come out here in blizzard. Có một cái còn đóng đá rồi này. Nếu mà không kéo lên thường xuyên thì nó sẽ đóng đá luôn. Cái dây nó còn đóng đá luôn.
lấy lắm, bởi vì vẫn đang tiết mà cũng có chút gió hướng về phía kia nữa. Thật không thể tin được tôi đang ngồi giữa một cái con hồ rất là lớn. Vừa rồi mình bắt được một con mà phản ứng chậm quá, thế nên là nó rơi mất rồi. Vừa nó câu cả cái này xuống luôn. Ngồi đây cắm bình minh lên này, đẹp chưa? Nếu mà ngồi ngay giữa hồ này mà tí nữa lên được hết mặt trời thì sẽ thấy được tình trạng săn dock lần nữa. Săn dock rất là hiếm ấy nha. Nó là ba cái tia tẽ xuống như kiểu là ba mặt trời, một mặt trời ở giữa và hai mặt trời giả bên cạnh vậy. Đã ai có cảm giác ngồi ở giữa hồ ngắm bình minh chưa? Và câu cá này này. Tiếc quá vừa mất con cá. Từ con đầu tiên mà đến giờ gần một tiếng trôi qua tôi vẫn không bắt được con nào. Cho mọi người nhìn cái sợi dây này. Đóng đá luôn. Sợ chưa? Chắc chúng nó chạy rồi nhở? Thì chúng nó cũng sửa đấy chứ. Right foot. Ok. Sẽ thử trò chơi mới. Nó được gọi là snowshoe. Giày đi tuyết riêng. Sướng nhất là cái gì cũng được thưởng một tí. Mình đã ready với snowshoe của mình như thế này này. Mà còn có hai em chó đang chơi cùng cơ. Ôi đi thoải mái lắm. Bởi vì nó chắn hết rồi. Hello. Đi nhẹ lắm. Nên mới gọi là snowshoe. Nhìn nhá. Mắt em ấy đang làm gì dưới kia kìa. Đang làm gì đấy? Ôi, nó lấy cái gì đây? What is that? Mình đã chuẩn bị hết hành lý và đang ở sân bay Whitehorse chuẩn bị về Vancouver. Cả sân bay có 2 tầng như này thôi và có tổng cộng là 6 cửa. Bây giờ thì chính thức nói lời tạm biệt để hẹn gặp các bạn ở chuyến đi tiếp theo. Mình cũng chưa biết sẽ là đâu. Nói một lời cảm nhận về chuyến đi nào. Lại. Còn điều gì nữa không? Vui. Xin chào mọi người nhé. Chuyến đi lần này thì mỹ mãn quá rồi. Chỉ là xem được có mỗi một dọc của cực quang thôi. Chưa được cả thỏa mãn cho lắm. Nhưng mà cũng rất là quá perfect. Bye bye tất cả mọi người.